Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với VOM TV. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đặc biệt dành toàn bộ chương trình Thế giới tuần qua để mà nói về trong đài BUN trong tuần qua với những cái sự chuẩn bị cho một cái chương trình truyền hình cũng như chương trình ca nhạc đặc biệt nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, đó là Hương Tết Việt. Chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị một vài những cái hình ảnh từ những cái chương trình mà nói về phong tục tập quán của ngày Tết Việt Nam ở tại Houston, và những cái hình ảnh được những phóng viên của BUN TV thực hiện ngay tại ở Việt Nam. Mong gửi đến quý vị những cái hình ảnh người dân ở Việt Nam ngày nay đang chuẩn bị Tết như thế nào. Thì hồi nãy anh Quốc Bình có gọi là bật mí với quý vị là những cái chúng tôi sẽ có hình ảnh về một cái làng hoa. Thì thôi bây giờ mời quý vị xem một số những hình ảnh làng hoa Sa Đéc cùng với Ngọc Linh. Thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Linh đang đứng giữa làng hoa Sa Đéc. Đây được coi là vườn hoa kiểng lớn nhất miền Tây Việt Nam. Và cứ mỗi độ xuân về như thế này thì làng hoa lại càng trở nên nhộn nhịp hơn nữa bởi những sắc hoa rực rỡ chuẩn bị mang hương xuân đến với mọi miền trên quê hương Việt Nam. Và để cho ra đời những bông hoa tươi thắm như thế này thì những người nông dân cần cù ở đây đã phải trải qua bao nhiêu cực nhọc. Và bây giờ thì Ngọc Linh xin mời anh Quốc Bình và chị Xuân Phương cùng toàn thể quý vị đồng hương, chúng ta hãy cùng theo chân Ngọc Linh đi tham quan làng hoa Sa Đéc quý vị nhé. Vâng, đó là một hình ảnh mà rất là dễ thương. Mấy anh kỹ thuật ở trong đài thì nói là hay hay, được lắm. Nhưng mà mấy ảnh không có nói là hoa đẹp đâu quý vị. Hoa đẹp. Vâng, thì chúng tôi phải nói là mấy anh em thật sự là bên đằng sau hậu trường thì cứ có nhiều cái quý vị không thấy, nhưng mà mấy anh em á là làm việc ngày đêm á, nó cũng than dữ lắm, nói trời ơi sao mà việc nhiều quá, làm hoài không hết. Vâng, thật sự quý vị, khi mà mình làm thiết kế ra một cái chương trình đó thì đôi lúc cái lúc đầu mình thiết kế thì nhìn nó có vẻ gọn gàng, nhưng mà một khi bắt tay vào làm việc thì hình như nó sanh ra cái chi tiết này, nở ra cái chi tiết nọ, thế là cứ phải lắp tiếp vào. Thì đôi lúc mình tính là thôi làm việc ngày 8-10 tiếng thôi, nhưng mà hồi nó kéo thành mười mấy tiếng, hồi nào mình không biết nữa. Vâng, thì thật ở trong cái vui cũng có cái mệt, nhưng có cái mệt cũng có cái vui. Phải nói là chẳng hạn như tối hôm qua là chúng tôi về nhà là cũng 4-5 giờ sáng, nhưng mà trong cái vui, nhiều khi cũng nhìn mấy em cũng tội, tại vì nhiều khi phải nói cái dùng chữ này nheo nhóc quá. Nhưng mà thôi, nhưng mà trong cái mệt đó thì chắc tối hôm qua mấy em nó mệt quá, mình nói mệt quá, như mình nói mệt quá để anh duỗi cẳng anh nghỉ cái đã. Nhưng mà mấy em nói thôi để mệt quá để coi mấy em mà trẻ, tuổi trẻ nó cũng hình như mình cũng hơi là không còn trẻ như mấy em đó nữa. Cuối cùng cũng phải chấp nhận rồi đó quý vị. Mấy em này tuổi đôi mươi thì cái mệt của họ nó diễn dịch ra cách khác. Thì rất dễ thương, một Tuấn với lại Triều, hai em này quý vị không thấy trên màn hình, nhưng mà là những người tập trên những cái đoàn múa và cũng như là phụ ngoài công việc đằng sau hậu trường á, thì khi mà mệt quá thì họ làm gì, mời quý vị theo dõi vài hình ảnh mà chúng tôi quay lén. Vâng, thì đó là hình ảnh của mấy em cứ nghêu ngao hát, mà nghĩ lại 3-4 giờ sáng là còn nghêu ngao hát. Không, nhưng mà chứng minh rằng quý vị thấy cái tấm lòng mà yêu nghệ thuật, nghĩa là mê, không phải là yêu mà phải nói là mê nghệ thuật của các em này rất là cao. Và thật sự thì Xuân Phương cứ mấy ngày hôm nay có một câu mà cứ nghe hoài quý vị, đó là thôi thì hy sinh vì nghệ thuật. Trong bất cứ trường hợp nào
câu đó cũng được mang ra sử dụng. Và chúng ta có một chương trình fashion show thì quý vị thấy là từ những cái chuẩn bị đó thì cũng có rất là nhiều người phải chuẩn bị đằng sau hậu trường, thì quý vị cũng sẽ thêm thấy những hình ảnh cũng rất là đặc biệt với những cái bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế vẽ kiểu áo dài của Thiệu Vi, một trong những người mà chúng tôi chọn trong chương trình ngày hôm nay, bởi vì là cái bộ sưu tập của anh nó có tính cổ truyền. Những cái áo dài của anh nó cổ võ cho một cái tinh thần dân tộc, giống như mỗi một tà áo dài đó, áo dài sen, nhưng mà nó có những hình ảnh của những chẳng như là chùa Một Cột, rồi những địa danh của Việt Nam, cũng là cả một cái quê hương đi theo cái những tà áo dài kết hợp lại 64 tỉnh thành. Mà chúng tôi đương nhiên là nếu mà có cơ hội thì sẽ là trình bày hết, nhưng mà thật sự là sẽ giới thiệu lại cho quý vị những cái bản sao gọi là selective hơn là trong 12 bộ thôi, nhưng mà cũng sẽ có một chút Bắc, một chút Trung, một chút Nam. Vâng, thì cũng phải xin được giới thiệu một chút xíu về anh Thiệu Vi. Thì anh là một người mà Xuân Phương rất là thấy ngưỡng mộ, bởi vì tuy quý vị thấy những nhà thiết kế áo dài ở Việt Nam bây giờ đó, đôi lúc người ta phân cái áo dài ra nó thành một cái áo gì đó mà mình không nhìn thấy được những cái nét truyền thống đặc trưng của chiếc áo dài Việt Nam. Nhưng mà theo anh Thiệu Vi đó thì đặc biệt những chiếc áo dài của anh nó luôn mang rất đậm nét những cái nét truyền thống của chiếc áo dài. Từ cái hình vẽ quý vị thấy anh chọn hoa sen, cũng là một cái hoa mà phải nói rằng là gần như là cái biểu tượng của Việt Nam, của cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, rồi kết hợp với những cái hình ảnh địa danh trên khắp ba miền của Việt Nam thì làm cho cái chiếc áo dài nó càng mang đậm cái tình dân tộc nhiều hơn. Rồi ngay cả trong cái cách mà anh nói chuyện đó, anh cũng nói cái nguồn cảm hứng của anh thật sự nó rất mang nặng những cái phong tục tập quán của dân tộc. Vâng, cái tình tự trong những chiếc áo dài đó, đằng sau đó là người thực hiện, mà chúng tôi những anh em gặp nhau ở những điểm tình tự đó và những cái quan tâm, những cái ưu tư đó về một cái nét văn hóa, và kết hợp lại thì gặp nhau để mà cùng thành một cái chương trình Hương Tết Việt để mà gửi cùng quý vị. Phải nói là một trong những cái hình ảnh của những chiếc áo dài rất là đặc sắc và cổ truyền, nó cũng thích hợp trong một cái chủ đề mà chúng ta nói Tết dân tộc cũng là một cái Tết cổ truyền. Cho nên những cái yếu tố đó nó cùng đồng điệu thì nó sẽ làm một cái hình ảnh rất là đặc sắc cho mùa Tết năm nay. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng tôi cũng phải có một chút những ảnh mà behind the scene, nhưng mà quý vị cũng thấy là một cái quảng bá, nhưng mà để kêu gọi quý vị theo dõi trên màn hình. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một cái clip mà chúng tôi xin chạy cùng quý vị trên này với những ảnh mà đang chuẩn bị ở ngoài Baby Cup, để mà nếu quý vị theo dõi chương trình để mà tham gia cùng với lại đài để mà ủng hộ cái tinh thần của rất là nhiều, phải nói là cả trong chương trình này là trên dưới 100 từ nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên và thiện nguyện viên trên sân khấu, chưa tính những người dưới sân khấu. Một chương trình cũng khá là đồ sộ để mà gửi một chương trình chất lượng và đậm nét xuân cùng quý vị khán giả. Đài truyền hình BYN TV 57.3 cùng East West Promotions xin trân trọng kính mời quý vị khán thính giả đồng hương đến tham dự chương trình Tết Gala năm 2015 Hương Tết Việt vào lúc 6 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015 tại sân khấu Baby's Concert Venue. Đây là một gala nhạc đậm hương Tết dân tộc, lồng trong một chuỗi chương trình 11 tập sẽ được phát sóng trên đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại từ 23 Tết đến mùng 3 Tết Ất Mùi. Mỗi một tập sẽ là một cẩm nang chia sẻ cùng quý đồng hương những phong tục truyền thống, những món ăn ngày Tết và những làng văn hóa mà ban biên tập của đài chính tay thực hiện, với mong mỏi góp một phần vào sự bảo tồn và phát huy văn hóa rất riêng Việt Nam và tự hào rất dân tộc. Với ý nghĩa cao đẹp này và với sự bảo trợ một phần của một số cơ sở thương mại, chúng tôi không bán vé vào cửa, tuy nhiên sẽ nhận các đóng góp tùy hỷ của đồng hương. Xin quý vị liên lạc về đài để lấy vé tại văn phòng 10515 Bel Air Boulevard, phòng Y, cạnh KT Printing. Kính chúc quý đồng hương một năm mới sắp tới nhiều thành công và hạnh phúc. Trân trọng, Quốc Bình và ban biên tập đài BYN TV 57.3. Vâng, đó là một vài hình ảnh chúng tôi làm nhanh để giới thiệu cùng quý vị khán giả. Nhưng mà Xuân Phương thấy là có cái gọi là xôn xao cái mùa xuân đang đến chưa?
Đối với Thu Phương thì đã đến rồi quý vị. Trong những lần mà tập dượt đó thì thực sự rằng khi mà mình ngồi nói chuyện về Xuân, đôi lúc mình cũng phải đưa cái đầu óc mình giống như vào Xuân, thì giống như mình nói mình mới cảm nhận được những cái không khí đó. Thì để mà khi, ngay cả khi mà mình tìm hiểu, làm research, mình cũng cảm thấy rằng hình như biết thêm được một chút chỗ này, biết thêm được một chút chỗ kia, thì đôi lúc cảm thấy như là cái văn hóa, cái phong tục tập quán của ông cha ta nó thật là phong phú, nó không có đơn sơ như mình. Tại vì mình hiểu ít thì mình cảm thấy nó, đôi lúc mình cứ nghĩ nó là những cái mê tín dị đoan hay gì, nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta hiểu sâu hơn thì tất cả những cái gì nó cũng đều có những cái lý do tại sao họ nói như vậy, những tại sao có những cái phong tục như vậy. Vâng, quả thật là các cụ hay nói lại và cũng như chúng ta những thời đời sau hay thừa hưởng lại. Nhiều khi chúng ta nghe chúng ta thấy là cứ kiêng cái này cử cái kia, mình chúng ta nói mê tín dị đoan, nhưng mà thật nghiên cứu một cách kỹ càng á, thật sự đằng sau những cái mà chúng ta gọi là mê tín dị đoan đó nó mang một cái suy tư dân tộc, nó mang một cái ý nghĩa nhân văn, nó mang một cái ý nghĩa. Nếu chúng ta nói tin để mà may mắn hay là tin để mà vô hình chung nó tạo cho con người ta vào một cái nếp đẹp, một cái nét đẹp, thì nó có một cái giá trị của cái văn hóa và nhân văn chỗ đó. Cho nên là kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng một lần nữa xin quý vị là theo dõi chương trình trên màn hình của BYN trong những thời gian ngày 23 Tết đến mùng 3 Tết. Nếu quý vị theo dõi chương trình này mà để đi xem chương trình ngày Chủ nhật mùng 8 Tết tháng 2 thì quý vị nhớ là đi đúng giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình đúng 6 giờ. Và chương trình theo chúng tôi được biết đó là trên 1.000 vé đã hết. Mặc dù chúng tôi có chừa một số vé ở ngoài cửa để cho một số quý vị dặn dò, cũng như một số quý vị đã đến ở phút chót, thì mời quý vị cùng đến với một cái không khí thật vui, thật xuân, để mà chúng ta bắt đầu một mùa xuân Ất Mùi tại thành phố Houston và cộng đồng người Việt chúng ta tại thành phố Houston này. Vâng, chúng tôi đến đây thì xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Hương Tết Việt. Quý vị đừng có quên nha, nhớ là hẹn với màn hình của BYN TV bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày 11 tháng 2. Và chúng tôi, chương trình này sẽ kéo dài cho đến mùng 3 Tết. Xin kính chào quý vị.